Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bài thi trạng nguyên toàn tài lớp 4 vòng 1 nha các bạn nha. Mình bấm vào bắt đầu, mình vào mình làm bài luôn nè các bạn. Bắt đầu. Rồi mình chọn đầu tiên mèo con nhanh nhẹn. Phép thuật em hãy giúp bạn mèo nối hai ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa hoặc phép toán giống nhau. Mình chọn bắt đầu luôn nha các bạn. Ở đây là tiếng Anh nha các bạn nha. Ở đây chúng ta có cat, đó là mèo. Chúng ta có bút chì tức là pencil. Chúng ta có hat, là cái mũ đây nè các bạn nè, mũ đây nè. Ok. Chúng ta có rabbit tức là con thỏ. Chúng ta có vở ghi tức là notebook. Chúng ta có ruler tức là thước khỏe, thước kẻ. Chúng ta có t-shirt, cái áo này các bạn nè. Chúng ta có dog, chó. Chúng ta có shoe, đôi giày. Và chúng ta có là. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành bài thi đầu tiên. Mình làm bài kế tiếp nha các bạn nha. Tiếp theo là chuột bàn tài 3. Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa từ phép tính phù hợp vào các giỏ chủ đề. Mình bắt đầu để mình làm luôn rồi các bạn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có ba cái giỏ. Giỏ thứ nhất là nhỏ hơn 1 giờ, dưới 1 giờ. Giỏ thứ hai là lớn hơn 1 giờ. Và giỏ thứ ba là bằng 1 giờ nha các bạn nha. Vậy thì ở đây mình sẽ làm những cái bài dễ trước. Ở đây chúng ta có 78 phút. 78 phút tức là lớn hơn 60 phút, tức là lớn hơn 1 giờ. Mình sẽ kéo vào đây các bạn. Rồi, ở đây chúng ta có 45 phút tức là nhỏ hơn 1 giờ nha các bạn nha. Nhỏ hơn 1 giờ. Mình sẽ kéo vào đây. Ở đây mình có 12 x 5, 5 x 2 là 10. Nếu không nhớ 1, 5 x 1 là 5 x 1 là 6, mà là 60 phút. 60 phút tức là 1 giờ, mình sẽ kéo vào đây các bạn. Ở dưới này mình có 14 nhân cho 6, 6 x 4 là 24, viết 4 nhớ 2, 6 x 1 là 6, nhớ 2 là 8. Vậy là 84 tức là lớn hơn 1 giờ. Lớn hơn 1 giờ mình sẽ kéo vào đây các bạn. Ở đây mình có 50 và cộng cho 15 phút, 50 cộng 15 là 65, 65 phút tức là lớn hơn 1 giờ, mình sẽ kéo vào đây luôn. Ở đây mình sẽ có 100 trừ cho 40 phút. 100 trừ 40 là 60. Còn 60 phút tức là 1 giờ, mình sẽ bằng 1 giờ, mình sẽ kéo vào đây nha các bạn nha. Ở đây chúng ta có 92 mà trừ cho 34 tức là còn 58 phút. 58 phút thì nhỏ hơn 1 giờ. Nhỏ hơn 1 giờ mình sẽ kéo vào đây nha các bạn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ có 60 mà nhân với 5. 60 nhân 5 thì sẽ là 300 giây. Mà 300 giây, 300 giây thì nó sẽ được khoảng 5 phút nha các bạn nha. 5 phút nó sẽ nhỏ hơn 1 giờ, mình sẽ kéo vào đây. Ở dưới này chúng ta có 900 mà nhân cho 5 các bạn. 900 mà nhân cho 5 thì 45, 4.500 giây. 4.500 giây mà chia cho 60 thì nó khoảng 75 phút. 75 phút tức là nó lớn hơn 1 giờ. Lớn hơn 1 giờ mình sẽ kéo nó vào đây nha các bạn nha. Lớn hơn 1 giờ. Rồi, ở dưới này chúng ta có 4 nhân cho 15 phút các bạn. 4 nhân 15 phút là 60. 60 phút tức là bằng 1 giờ, mình sẽ kéo vào đây. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành được bài thi nha các bạn nha. Mình bấm bài tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài trắc nghiệm các bạn. Câu hỏi 1. Từ nào dưới đây viết sai chính tả? Dạt dào là đúng, rắn rỏi là đúng, ru dương là sai nha các bạn nha. Vậy mình chọn đáp án là ru dương là sai chính tả. Mình chọn câu tiếp tục. Câu hỏi 2. Bộ phận nào dưới đây không thuộc cơ quan thần kinh? Thứ nhất là dạ dày là không thuộc thần kinh nè các bạn nè. Não bộ, dây thần kinh, tủy sống là đều thuộc cơ quan thần kinh. Vậy thì dạ dày không thuộc cơ quan thần kinh. Mình chọn câu tiếp. Câu hỏi 3. Những sự vật nào được so sánh với nhau trong câu xương sớm long lanh như hạt ngọc? Vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây xương sớm long lanh như hạt ngọc. Thì sự vật được so sánh với nhau là hạt ngọc và ngôi sao là không đúng. Mặt trời và hạt ngọc là không đúng. Xương sớm và hạt ngọc nha các bạn nha. Ở đây xương sớm với kim cương cũng không có kim cương luôn. Vậy chúng ta chọn câu tiếp. Câu hỏi 4. Từ nào dưới đây có nghĩa là cứng cỏi, không chịu khuất phục, khẳng khái, thư thái, khẳng định, sảng khoái? Là từ khẳng khái nha các bạn nha. Khẳng khái tức là cứng cỏi, không chịu khuất phục. Rồi mình chọn câu tiếp. Câu hỏi 5. Từ nào dưới đây cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó, ân cần, cần cù, thân cận, gần gũi? Vậy cùng nghĩa với lại chăm chỉ chịu khó tức là cần cù nha các bạn nha. Và mình chọn câu tiếp. Câu hỏi 6.
Đáp án nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật: lá, hoa, quả, gầy, to, khỏe, đi, chạy, nhảy, hiền, ác, vui. Vậy thì các từ chỉ sự vật là lá, hoa và quả nha các bạn nha. Rồi mình chọn câu tiếp, câu hỏi 7. Giải câu đố sau: quả gì khô héo đen thui, gội đầu dùng nó nước mùi thơm xa? Quả hồng, quả gấc, quả sầu riêng và quả bồ kết. Ở đây khô héo đen thui tức là quả bồ kết đó các bạn, dùng để gội đầu nha các bạn nha. Rồi mình chọn câu tiếp. Câu hỏi 8. Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ nhanh? Trái nghĩa với từ nhanh sẽ là từ chậm nha các bạn nha. Chậm, chạy, lùi, đi. Thì mình chọn đáp án là chậm và mình chọn câu tiếp. Câu hỏi 9. Hành tinh nào dưới đây gần mặt trời nhất? Hải vương tinh, thổ tinh, mộc tinh, thủy tinh. Ở đây mình chọn đáp án là thủy tinh, là gần mặt trời nhất nha các bạn nha. Mình chọn câu tiếp. Câu hỏi 10. Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường? Một là sử dụng nhiều túi ni lông là không đúng nè, săn bắt động vật quý hiếm cũng không đúng luôn, vứt rác đúng nơi quy định là hành động góp phần bảo vệ môi trường nha các bạn nha, chặt phá rừng cũng không phải. Vậy mình chọn đáp án là vứt rác đúng nơi quy định và mình chọn câu tiếp. Vậy là mình đã hoàn thành bài thi trắc nghiệm, mình nộp bài nha các bạn nha. Mình chọn xác nhận và đây mình đạt được 300 điểm của vòng thi trạng nguyên toàn tài vòng 1 lớp 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài thi của mình.